Mở nắp chai giùm bà lão. Từ xa vóc dáng của cụ bà cầm chai nước giải khát đưa thẳng vào chàng trai lái xe mở giùm, chàng trai cũng vui vẻ và mở nắp một cách nhanh gọn lẹ rồi đưa cho bà được giải tỏa cơn khát, chàng trai cũng có niềm vui khi làm được một việc có ích.